chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và hiện tại mình đang có mặt ở tại cửa công ty, đó là địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và ngày hôm nay, sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến tất cả mọi người đó là một chiếc quạt công nghiệp sử dụng trong phân xưởng, trong các khu công nghiệp rất là thịnh hành. Sản phẩm này có rất là nhiều kích thước khác nhau, và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn chiếc quạt mà 110. Cấu tạo khá là đơn giản, bao gồm phần cánh quạt, một bộ khung, kèm theo đấy là motor. Những cái sản phẩm này đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong các phân xưởng, trong khu công nghiệp, những nơi có nhiều người, hoặc là để xử lý mùi, không khí, thông gió. Chất liệu ở bên ngoài chủ yếu là từ tôn kẽm kết hợp với inox. Các cái phần cánh ở đây là inox. Trong quá trình mà mọi người sử dụng, phần cánh quạt này nó sẽ tự động mở lên. Cái này gọi là cửa quạt, phần cửa quạt sẽ tự động mở lên khi mà các cái phần cánh quạt ở bên trong quay. Máy này thì kích thước là chiều dài là 1m1, chiều rộng là 40cm và chiều cao là 1m1, phù hợp sử dụng di động, di chuyển hoặc là có thể cố định ở tại các cái bức tường. Chi tiết hơn cho mọi người, mình sẽ quay cái phần phía bên trong cánh quạt ở bên này. Chi tiết vào một chút thì mọi người có thể nhìn thấy ở các cái vị trí này. Bát ông này, ở bên trong gồm 6 cánh quạt làm từ inox 403. Giữa hệ thống cánh quạt và phần motor sẽ được kết nối với nhau bằng trục dây cura buli khá là lớn, nên là nó sẽ giúp máy vận hành, máy ổn định. Và đang sử dụng đó là motor 550W với cái lưu lượng gió là 33.500 mét khối trên 1 giờ. Chiếc quạt này sẽ hoạt động một cách tối đa và làm việc hết công suất của mình với sử dụng từ 500 mét vuông. Mọi người có thể đặt 8 cho đến 10 thiết bị này là phù hợp. Khi mọi người mua hàng thì mọi người liên hệ Vinmark. Các bạn kỹ thuật của Vinmark sẽ hỗ trợ tư vấn cho mọi người để mọi người có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Sản phẩm này cách vận hành cực kỳ là dễ. Khi mà mọi người mua về thì mọi người nối dây điện là mình có thể sử dụng được. Trong quá trình sử dụng thì mọi người sẽ vệ sinh định kỳ, tra nhớt vào vị trí khớp. Mình sẽ vít lại ốc, kiểm tra định kỳ hàng tuần, hàng tháng để máy của chúng ta đã hoạt động một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Sản phẩm này ứng dụng cao để sử dụng thoáng khí, sử dụng để khử mùi, khử khuẩn, khử trùng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Ngoài ra trên màn hình hiển thị của chúng ta còn có số điện thoại của các bạn kinh doanh của Vinmark. Mọi người cũng có thể liên hệ trực tiếp để các bạn có thể hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.